Chuẩn bị mở quán à? Hôm nay thưởng thức bát mì cay anh em ạ. Mì cay này tự nấu nha anh em nhé. Made in ngoan của Nguyễn ạ. Mời anh em nhé. Hôm nay vợ nấu cho quả mì cay không biết là có ngon. Chắc chắn là ngon rồi. Đúng lắm mẹ. Ui à. Mì này đã hơi dừ dừ rồi. Không, mì nó bị nhũn như thế mà. Hả? Mì nó nhũn như thế mà đun. Có loại mì dai không mà? Không biết được. Không biết là mì là mì gì. Mì đấy chắc là mì không thôi ấy. Nó chỉ có mì thôi ấy. Vậy cái bịch ấy nó to cơ. Bịch ấy nó mười mấy quá nhỉ, ở mình không bán. Ngon lắm. Em quay được rồi cho mọi người xem. Bát mì cay có một con tôm này. Đây là gì? Xúc xích à? Kim chi à? Đây chai. Đây là con chai gì? Chai biển. Không phải chai mà gọi là cái gì nhỉ? Ngon. Rồi là nấm này. Rau răng cưa mùi tàu này. Đấy. Ngon hơn quán. Ở đây chắc thì thưởng thức cho anh em. Chắc thì có quán nào ngon bằng em nấu. Có cay không? Anh cho ớt vào cho cay. Nhưng mà ngon đấy. Xịt. Nước muối bắt đầu chảy rồi đấy. Mì cay cấp độ 7. Thiếu vài con ngao nữa là giống ở quán rồi. Mới ít bắp cải tím. Đúng không? Mì cay cấp độ 7 đây thì cấp độ 1 đây. Cấp độ 2. Ăn chai là ngon. Về em quên không cho chai quá. Chai là ngon. Nhưng mà anh cho chanh vào nó thì hơi bị chua chua. Đúng không? Nó mất cái vị ngọt đi à? Vị chua á. Ngon hơn ở quán nhỉ? Hương vị tuyệt vời. Rồi chất lượng hơn ở quán là chúng tôi ăn. Đúng rồi, gì nữa. Nếu mà những quán to mà kiểu nó có nhiều cơ sở, cái là nhiều chi nhánh này nhỉ? Mình không nói, những quán này ngon rồi. Ngọt của chai nhưng mà cái chai cho vào mì cay chất lượng. Con chai này không có quán mì cay nào có con chai này đúng không? À có cả mực ấy. Đấy đấy, anh em gắp mực ấy. Ăn mực không hề ăn gì với con chai. Ăn vừa ngọt vừa giòn. Ăn hết bát này no đến tối, đến đêm. Nhiều khi nấy vợ vậy em hay nhỉ? Ta ăn những cái linh tinh ấy. Cảnh đấy. Tôm nhá. Đây, để bỏ ra đây này. Đây này. Đúng không? Tôm này dừa. Không phải, tôm này nó kiểu gì ấy. Nát. Nó không dai thịt ấy, nó cứ bột ấy. Nó mềm nhún ấy. Nó bột bột ấy, do tôm ấy. Không phải do nấu đâu. Nấu bằng mì sao nhũn được hơn mì được. Nhỉ. Tôm này dừa. Tôm này mua. Mà ngon thật. Mua nó bị làm sao rồi. Bây giờ phải hút một ít nước anh ạ. Nào đấy, con nợ đấy. Mạnh lên, hút mạnh lên. So vào. Lắm không hút được. Ngon rồi đấy. Ăn được hết bát đấy không? Lâu à? Vừa em ăn mãi không hết được bát. Cái này phải hai người ăn nhỉ? Hai người ăn thì vừa. Vừa ăn kiểu thòm thèm thì ngon. Một mình ăn no ấy à luôn ấy. Cái này không đi ăn được thử thách rồi. Chưa ăn đã no rồi, không đi làm được thử thách rồi. Đỏ quá anh em ạ. Thề luôn no à. Thế này thì vẫn còn nhiều này. Vẫn còn nhiều này, ăn làm sao được đi ăn thử thách mà người ta ăn một cái bát ô tô to vật vã nữa cơ mà. Anh còn đầy đồ ăn. Ăn hết nhân đi.
Em ăn đi. Ai đang xem chắc chắn đang thèm, là thèm. Chân mình chai rồi nhá. Em ăn no rồi, không ăn đâu. Không ăn no lắm. Ủa, em ăn còn hết nhiều hơn anh ấy. Nặng, nặng anh ạ. Nặng quá. Thế, ai gọi em? Đấy, con nợ đấy. Con nợ này vừa ăn xôi rồi. Gói mì to dã man luôn đấy. Mì một tí anh em ạ. Ôi trời, chảy cái lớp muối. Thế này quán. Nhưng mà công nhận là người quả mì cay là nấu ăn ngon hơn ở quán. Một là cái chai nó ngọt này. Hai là mì cay cay chua chua nhưng mà cái vị ngon hơn ở quán. Tôi tin chắc là ngon hơn ở quán. Tại vì tôi ăn ở quán không được ngon nha. Đúng rồi, mọi người mua cái gói mì cay Hàn Quốc ấy, mua cái loại cay ấy. Mua và anh em cho một ít tôm, thì tôm mới mua của Linh, chị thì tôm mang về nên là không biết mua ở đâu. À con trai ấy, ăn nó ngọt lắm, cho vào mà, cho mấy con ngao vào nữa tuyệt vời. Mọi người thích ăn mì gì cho vào, mì bò này, có cả mì bò này, mì xúc xích. Cho em 10 điểm, được, ok. Được. Hoặc là mì cá viên này. Thôi nghỉ tí, à, thiếu cá viên chiên nữa. Nhưng mà mua về có ai ăn đâu, mua nhiều. Thiếu cá viên chiên nữa. Thiếu bắp cải tím này. Trong đây có cả ấy rồi. Trong đây có cả lấm kim rồi, có cả kim chi rồi. Cái này, đây là nấu mì hải sản. Nấu mì hải sản này thiếu mỗi ngao với lại ấy thôi. Ngao với lại bắp cải thôi. Lò quá à, thôi. Bye bye.